Tại sao gà đẻ gần như mỗi ngày mà mọi quả trứng đều nở ra cùng lúc? Thông thường, trứng gà được ra đời vào nhiều thời điểm khác nhau. Vậy tại sao chúng lại có thể nở ra chính xác vào cùng một thời điểm? Trứng ra đời vào nhiều thời điểm khác nhau do gà mẹ không thể đẻ hết cùng lúc mà mỗi ngày chỉ được một quả. Tuy nhiên, tất cả lại cùng nở đúng vào một thời điểm. Các bạn cùng mình đi tìm câu trả lời nhé! Để hiểu điều này, chúng ta cần biết quy trình đẻ, ấp trứng của gà. Quy trình đẻ trứng của gà thông thường, khi đến mùa sinh sản, nếu gà mái được nuôi trong điều kiện đầy đủ, không bị tác động bởi các yếu tố bất thường từ thiên nhiên hoặc môi trường sống, thì trung bình, cứ 25 tiếng nó lại cho ra một quả trứng. Tuy nhiên, nó sẽ không ấp ngay khi đó mà bỏ đi kiếm ăn, đến hôm sau mới quay về tổ rồi lại sinh thêm một quả nữa. Khi ổ có khoảng 4 đến 5 quả, gà mái sẽ dừng đẻ lại một ngày. Nhiều người cho rằng đây là thời gian chúng nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục một quy trình mới. Và mỗi lần như thế người ta gọi đó là chật đẻ. Gà mái sẽ làm đúng theo quy trình đó khoảng 4 đến 5 lần cho đến khi ổ có khoảng 18 đến 20 quả trứng, vừa đủ cho một lần ấp. Ở nhiệt độ thích hợp, trứng gà sẽ chỉ cần khoảng 3 tuần để nở thành con, tỷ lệ được cái xấp xỉ 50 đến 50 và đương nhiên cũng có tỷ lệ trứng hỏng không thể ấp thành con. Tại sao gà đẻ gần như mỗi ngày mà mọi quả trứng đều nở ra cùng lúc? Đó có phải do khả năng của gà mẹ, đặc điểm của gà con hay một lý do nào khác? Thực sự, đây là câu hỏi khó, không chỉ cho những chúng ta mà đối với chính những người có kinh nghiệm chăn nuôi gia súc gia cầm cũng không hề đơn giản. Lý do tất cả trứng đều nở cùng một thời điểm. Quay lại câu hỏi ban đầu, trứng gà nở cùng lúc không phải do gà mẹ có siêu năng lực hay trứng gà con có thể tương thông với nhau mà bởi một lý do khoa học hơn nhiều. Đối với những loài động vật đẻ trứng như gia cầm và đặc biệt là gà, trứng gà cần một ngưỡng nhiệt độ nhất định phôi mới có thể bắt đầu hoạt động. Chuyển hóa dần thành gà con, thường thì ngưỡng nhiệt đó ngang hoặc thấp hơn chút xíu so với thân nhiệt của loài đó. Còn ở nhiệt độ môi trường khoảng trên dưới 30 độ thì chưa thể kích hoạt cơ chế này. Cụ thể đối với loài gà, chúng cần ngưỡng nhiệt độ tầm 39 độ, ngang với thân nhiệt gà mẹ để có thể bắt đầu ấp trứng. Trong quá trình gà mẹ đẻ một ngày một quả trứng rồi lại đi kiếm ăn, những cá thể trứng ra đời trước không thể đạt được mức nhiệt để bắt đầu, khoảng 39 độ mới phát triển thành phôi. Cho đến khi cảo được gà mẹ ấp, do đó, việc ra đời trước 3 đến 4 tuần không ảnh hưởng gì đến trứng, chúng vẫn được ấp cùng một thời điểm, bắt đầu hoạt động cùng một lúc và đương nhiên sẽ cùng nhau nở ra.